với các anh chị hai cái mô hình đó là hồi quy tuyến tính và hồi quy logistics. Và hai cái mô hình đấy thì tôi nghĩ rằng là phần lớn là chúng ta đều dùng. Thế còn sang cái mô hình này nó cũng rất là hữu ích, nó sẽ sử dụng cho một số cái trường hợp. Thế thì tôi đã gửi cái bài trình bày cho chương trình rồi, nhưng mà tôi cũng có điều chỉnh lại một chút để cho chúng ta sẽ theo dõi. Vâng. Mọi người tìm được cái bộ số liệu chưa? Chúng ta thực hành luôn số liệu 9 survival có chưa? Số liệu 9 survival. Thế và nó kết hợp với cái bài này thì chúng ta sẽ hiểu được cái phần phân tích số còn rất là nhanh được. Chúng ta tìm được chưa? Ok nhá, chúng ta bắt đầu. Vâng, phân tích số còn thì nó sử dụng khi nào? Khi mà chúng ta quan tâm đến một cái biến cố nào đó hay một cái sự kiện nào đó. Thế ví dụ như trong nghiên cứu trong ung thư, nghiên cứu trong tim mạch chẳng hạn. Ví dụ như bệnh nhân sau khi được điều trị thì bệnh nhân được sống thêm bao nhiêu lâu nữa? Hay nói khác là bao lâu sau khi được can thiệp thì bệnh nhân sẽ chết? Hoặc bao lâu sau khi bệnh nhân được can thiệp thì bệnh nhân bị tái phát? Thì đấy là cái người ta gọi là biến cố và nó có một khoảng thời gian. Thế khi mà chúng ta quan tâm đến cái sự kiện nào đó, event này có thể là tử vong, có thể là tái phát bệnh hoặc là chuyển đổi trạng thái nào đó. Đấy. Từ gì ạ? Từ đang rất là khỏe mạnh chuyển sang yếu chẳng hạn, hoặc là từ đang rất là vui vẻ chuyển sang trầm cảm chẳng hạn. Thế thậm chí là trong cái tiếng cổng thì chúng tôi còn nghiên cứu là trong những trường hợp mà phụ nữ cho con bú thì bao lâu thì dừng cho con bú biết bao lâu, thì từ khi bắt đầu đẻ con ra cho đến khi mà dừng cho con bú biết bao lâu, thì có nghĩa là khi chúng ta quan tâm đến một cái sự kiện nào đó nó thay đổi và thời gian dẫn đến cái sự kiện đó, chúng ta phân tích sống còn. Hay nói cái khác là khi phân tích sống còn thì nó giúp chúng ta phân tích, thứ nhất là cái sự kiện chúng ta đang quan tâm, cái thứ hai là khoảng thời gian xảy ra cái sự kiện đó, và thứ ba là các yếu tố liên quan đến cái sự kiện đó. Thế ví dụ như chúng ta quan tâm đến là trong tim mạch chẳng hạn, chúng ta bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, chúng ta đặt stent, thì chúng ta sẽ theo dõi xem với các phương pháp khác nhau, đặt stent khác nhau, thì cái cuộc sống của cái thời gian sống thêm của bệnh nhân nó có khác nhau hay không. Thế thì hiện nay ví dụ như có rất nhiều các cái phương pháp mới, ví dụ đặt stent phủ thuốc, có đặt stent có phủ thuốc, đặt stent không phủ thuốc, các loại stent khác nhau, người ta sẽ so sánh. Thế người già hay người trẻ sẽ bị tái phát hơn, sẽ bị biến cố hơn, ví dụ như vậy. Hoặc là sau điều trị ung thư, điều trị xạ trị, sau cái điều trị phẫu thuật thì cái cuộc sống người ta được kéo bệnh nhân kéo dài hơn như thế nào, thì đấy là cái phương pháp phân tích sống còn. Thì đấy là cái, thế chúng ta có thấy cái sự khác biệt giữa phân tích sống còn này với hai phân tích mà chúng ta vừa học, đó là hồi quy tuyến tính và hồi quy logistics, đúng không ạ? Hồi quy tuyến tính thì nó dành cho cái biến phụ rồi là gì? Là biến định lượng, đúng không ạ? Biến định lượng. Thế và logistics là biến gì? Định tính là biến 1-0, đúng không ạ? Nhưng trong cái hồi quy này thì nó còn cho thêm chúng ta một tham số nữa, đó là thời gian. Không chỉ là có xuất hiện sự kiện hay không có xuất hiện sự kiện, mà nó còn đưa thêm cả yếu tố thời gian vào nữa. Thì nó rất quan trọng. Thì đây là một cái bộ số liệu về sống sót sau can thiệp. Thì nó rất là đơn giản này. Ví dụ chúng ta làm một nghiên cứu, đây là có 31 bệnh nhân. Chúng ta theo dõi từ khi mà bệnh nhân được can thiệp cho đến khi bệnh nhân bị tái phát hoặc bệnh nhân tử vong. Và chúng ta so sánh hai cái phương pháp với nhau. Thế thì khi mà giảng cho các anh em ở lâm sàng, ở tim mạch thì tôi bao giờ khuyến khích là các anh chị em làm cái nghiên cứu kiểu như này. Nhưng mà tất cả các luận văn của các bạn đều liên quan đến vẫn là mô tả chùm bệnh hoặc là nghiên cứu khách hàng, và rất ít người làm nghiên cứu như này, rất là hay. Thế tôi ví dụ là có 31 bệnh nhân mà được can thiệp theo các hai cái phương pháp khác nhau, mà tôi ghi đây là nhóm điều trị và nhóm chứng. Cái nhóm điều trị có nghĩa là nhóm được can thiệp theo phương pháp mới, còn nhóm chứng là can thiệp theo phương pháp cũ. Thì trong tổng số 31 này thì có những người được điều trị và can thiệp và những người sẽ là đối chứng, đúng không ạ? Thì rất là dễ chúng ta xác định cái đó. Và chúng ta sẽ, mỗi người chúng ta gán cho họ một cái ID.
và chúng ta sẽ theo dõi họ qua thời gian. Đây là survival time, chúng ta tính được tuần này, tính theo tháng cũng được. Và đến từng một cái khoảng thời gian nào đấy thì chúng ta sẽ xem là họ còn sống hay họ đã tử vong rồi. Đấy. Trong từng khoảng thời gian một. Đấy. Ví dụ như chẳng hạn thì có một bệnh nhân, tôi ví dụ một bệnh nhân số 24 này. Đấy. Bệnh nhân số 24 này thì ID của người ta là 24 và anh này chụp nhóm chứng. Thế và theo dõi được 2 tháng thì tử vong. Đó. Thế còn một cái bệnh nhân số 18 này thì theo dõi 32 tháng và anh này được nhận một cái giải pháp điều trị mới và theo dõi trong 32 tháng thì anh ta vẫn sống. Vào thời điểm 32 tháng thì anh ta vẫn sống. Thế như vậy là nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là nếu như cái thời gian theo dõi cao nhất là 35 tháng. Đấy, thì 35 tháng này thì vào cái thời điểm 35 tháng này thì sẽ có những người đã tử vong rồi và có những người đang còn sống. Thế không? Đấy, ví dụ như chúng ta làm một cái nghiên cứu mà theo dõi bệnh nhân điều trị ung thư chẳng hạn thì một phương pháp A và phương pháp B chúng ta theo dõi qua thời gian. Thế thì mọi người có thể mở cái bộ số liệu này ra để chúng ta trong standard để chúng ta xem. Thì layout của nó rất đơn giản thế này thôi ạ. Chúng ta mở ra, chúng ta mở trong, xong chúng ta dùng muốn xem bộ số liệu, chúng ta dùng lệnh gì nhỉ? Muốn xem lướt bộ số liệu, browse thì chúng ta xem. Thì là đây là bộ số liệu thế thôi. Bộ số liệu nghiên cứu sống còn nó rất đơn giản như này. Được không? Chúng ta mở bộ sống còn 9 nha và chúng ta thấy thì với cái số liệu mà chúng ta đòi hỏi phân tích sống còn nó rất đơn giản như này cơ. Được không? Đấy thì chúng ta xem được cái layout số liệu mà. Như vậy là với các cái nghiên cứu sống còn thì số liệu nó không cần quá nhiều, tôi chỉ cần 4 biến số này, ID này, thời gian theo dõi này, sống hay chết này, được nhận giải pháp điều trị gì, thế thôi, có 4 biến thế thôi là chúng ta có thể làm thành một nghiên cứu. Thế còn chúng ta còn càng có nhiều các cái biến thì chúng ta phân tích đa biến thì nó khống chế được các cái yếu tố nhiễm. Vâng. Thì đấy là cái layout của số liệu. Vâng. Thế thì đây là cái sơ đồ. Trong các nghiên cứu sống còn thì bao giờ người ta cũng vẽ cái biểu đồ, người ta gọi là biểu đồ các bạn hay hơn. Cái này thì tôi đã trình bày mọi người rồi. Thế mọi người có biết được cách phiên giải các cái biểu đồ này không? Có bao nhiêu người biết cách phiên giải của biểu đồ Kaplan-Meier? Cái này cực kỳ dễ và cực kỳ hay. Có ai biết phiên giải thì giơ tay. Đã từng là ok, nhưng mà cái sơ đồ này có giải thích được không? Em có giải thích được cái sơ đồ này? À, cái biểu đồ này. Thì nó rất đơn giản như này thôi, nó có hai cách thể hiện cái biểu đồ Kaplan-Meier. Người ta gọi là phân tích sống còn thì bao giờ người ta phải vẽ cái biểu đồ Kaplan-Meier. Thì nó có hai cách thể hiện, một cách là thể hiện là xác suất sống còn. Thế thì trục tung nó sẽ là cái thời gian mà chúng ta theo dõi ở đây là tính theo ngày, còn trục hoành là xác suất sống còn. Thế khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu thì 100% bệnh nhân sống đúng không? Thế người ta gọi là 100% sống còn. Thế và qua thời gian theo dõi, thế vừa rồi nếu như chúng ta theo dõi trong thời điểm 75 ngày, thì nếu như chúng ta nhìn vào đây có hai nhóm can thiệp nhóm đối chứng thì chúng ta dòng lên, chúng ta dòng lên, nhà đến nhóm đối chứng này kéo lên đây, thì chúng ta thấy rằng là vào khoảng còn đây xác suất sống còn bắt đầu 100% thì vào cái thời điểm 75 này kéo xuống đây thì nó còn khoảng 45% còn sống đúng không ạ? Thế tuy nhiên cái nhóm can thiệp kéo lên nó còn khoảng đến khoảng 72% còn sống nữa đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta phiên giải. Thế với mỗi cái thời điểm khác nhau thì cái xác suất sống còn của các cái nhóm nó khác nhau. Thế còn đây là tỷ lệ tử vong thì cái biểu đồ nó ngược lại. Nó ngược lại thì nếu như bắt đầu thì xác suất tử vong là không, tất cả mọi người đều sống mà. Trên thực tế thì tử vong và sống sót sẽ là bù trừ cho nhau, đúng không? 100% trừ đi sống sót thì ra tử vong. Thì khi bắt đầu nghiên cứu thì xác suất tử vong là không. Thế và qua thời gian, ví dụ như trong trường hợp là sau thời gian 9 tháng theo dõi thì ở nhóm can thiệp chúng ta dám lên đây tỷ lệ tử vong vào khoảng 30%, tức là 30% bệnh nhân tử vong. Nhưng mà cái nhóm đối chứng không can thiệp thì
khoảng trên 50% đã tử vong. Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy thế này. Cái nào? À vâng, đúng rồi ạ. Vâng, cái này tôi cũng không quan tâm đến cái này lắm, bởi vì vâng, chuyên tin nhập viện cũng thế thôi, vì nó đều là cái một cái ở đây quan trọng, nó là một cái event, tức là một cái sự kiện có thể là tử vong hoặc là suy tim và nhập viện, tức là tái phát hoặc là phải nhập viện đó thôi. Vâng, thì tôi không đọc cái này. Thế nhưng mà về cơ bản hai cái này nó sẽ giống nhau, nó lộn ngược lại thôi. Thì đấy là cách phiên giải. Thì bao giờ phân tích chúng còn thì ta cũng làm cái cũng vẽ cái biểu đồ này. Thế và đây cũng là một cái ví dụ của cái ví dụ so sánh giữa hai nhóm. Thì đây là thể hiện sống còn hay là thể hiện tử vong? Sống còn đúng không? Sống còn thì nó đi từ trên xuống dưới, bắt đầu 100% và tử vong là từ 0. Vâng. Thế thì đây là cái hàm sống còn, tuy nhiên là thôi chúng ta không cần quan tâm. Thế thì khi mà chúng ta so sánh giữa hai nhóm can thiệp và biến chứng này, thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy có sự khác biệt không? Có sự khác biệt, nhưng mà để kiểm định xem sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê không thì người ta dùng cái log rank test để xem cái xác suất sống còn của hai nhóm đó có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê không, thì người ta dùng log rank test. Thì rất đơn giản như vậy. Thì đây là phân tích đơn biến. Thế còn chúng ta muốn khống chế cái yếu tố nhiễu thì chúng ta sẽ dùng một quy cốc. Thay vì đấy, phương trình một quy cốc thì thay vì là chúng ta chỉ có biến là gì ạ? Điều trị của đối chứng thì chúng ta đưa các cái biến khác vào được để chúng ta khống chế nhiễu. Thì khi đối chúng ta chạy mình một quy cốc, thôi phong mô hình này các chị em không cần, nó sẽ tính ra cái HR tạm dịch là tỷ số nguy hại hay tỷ số biến cố cũng được. Thế và HR hazard ratio thì nó hơi giống với RR. RR là gì nhỉ? RR là gì? Là nguy cơ tương đối. Nguy cơ tương đối được tính được từ thiết kế nghiên cứu nào? RR là chúng ta tính được từ thiết kế nghiên cứu nào? Từ thực tập hoặc là can thiệp đúng không? Thế tuy nhiên HR này thì nó ngoài cái việc mà chúng ta nó phiên giải chúng ta về biến cố, nó còn phiên giải chúng ta về thời gian nữa. Thế thì nếu mà HR phiên giải giống hết RR hoặc OR nó nhỏ một thì xác suất xảy ra biến cố nhóm can thiệp thấp hơn, hay nói cách khác là cái can thiệp đó có hiệu quả. HR phiên giải giống hết RR và OR đúng không? Thế thì đối với nghiên cứu sống còn thì tóm lại lý thuyết rất đơn giản như vậy thôi. Tóm lại là chúng ta sẽ cần phải có số liệu của các bệnh nhân được theo dõi từ thời điểm bắt đầu nghiên cứu cho đến khi xảy ra biến cố, và chúng ta sẽ phải thu thập cái biến cố đó là gì, tử vong hoặc là nhập viện, tái nhập viện. Thế và cái thời gian mà chúng ta thu thập được khi mà cái biến cố đó xảy ra hoặc là vào cái thời điểm chúng ta kết thúc nghiên cứu. Thế và các cái giải pháp điều trị. Thế thì trong nghiên cứu này nó rất đơn giản, mọi người có làm được không? Đặc biệt là trong môn ung thư hoặc là bộ môn tim mạch. Thế rất đơn giản như vậy thôi. Mọi người có hỏi được không? Thì trong nghiên cứu sống còn này thì người ta sẽ đầu tiên thì người ta sẽ vẽ ra cái biểu đồ Kaplan-Meier để thể hiện sự khác biệt về xác suất sống còn và xác suất tử vong hai nhóm. Thế còn nếu muốn phân tích sự khác biệt về xác suất sống còn và xác suất tử vong thì chúng ta dùng log rank test và phân tích thì đơn biến. Thế còn nếu mà chúng ta muốn phân tích đa biến thì chúng ta sẽ dùng mô hình cốc để chúng ta tính ra được cái tỷ số nguy hại hay tỷ số biến cố. Đấy. Đó, tỷ số nguy hại hay tỷ số biến cố, thế thôi. Nó chỉ còn có 3 phần như thế. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người thực hành để mọi người có thể phiên giải được rõ hơn nhé. Thế bây giờ chúng ta vào phần mềm Stata và chúng ta sẽ cùng thực hành. Trong phần này tôi đã viết các lệnh đi rồi. Tôi mở cái bộ số liệu chính này. Okay.
Mọi người mở được bộ số liệu chưa? Dạ. Nhá. Thế nếu như chúng ta muốn xem lướt ấy, thì ta có thể đánh lệnh Browse hoặc là chúng ta bấm vào cái này ạ. Data Editor Browse. Để chúng ta nhìn cái số liệu. Cái số liệu cực kỳ đơn giản, đúng không? Ở đây thì tôi có 42 bệnh nhân ạ. À, tôi có 42 bệnh nhân, thì tôi sẽ cho to lên gì? Để chúng ta cùng nhìn. Số liệu chính là cái mà tôi có trình bày với các anh chị em đấy. Thì mọi người mở và hiểu số liệu chưa ạ? Có ai? Vâng, có ai không hiểu thế? Nếu không hiểu thì có thể hỏi nhé, không vấn đề gì. Thế bây giờ tôi đã chuẩn bị một cái loop file. Tôi chưa gửi cho mọi người, nhưng mà tôi muốn mọi người gửi chưa? À, gửi rồi ạ. Tôi muốn là từng cái lệnh của mọi người nhớ cái ý nghĩa của nó. Để tôi lấy cái loop file đấy ạ. USB. Đây. Tôi có gửi mọi người là cái phân tích sống còn. Loop file phân tích sống còn đây. Đấy, thì cho to này. Mọi người nhìn được không? Nhìn rõ rồi đúng không ạ? À, đầu tiên là bao giờ muốn phân tích số liệu chúng ta phải mở bộ số liệu ra. Thì đây là cái lệnh mở bộ số liệu đúng không ạ? Vâng, chúng ta mở bộ số liệu. Nhá, tất cả chúng ta mở được rồi đúng không? Thế thì để phân tích sống còn thì đầu tiên là chúng ta phải khai báo đây là bộ số liệu sống còn. Nhá, thì nhìn vào đây các anh chị em nhìn này. Các anh chị em thấy rằng là chúng ta có biến này, ID. Mã số bệnh nhân, survival time tức là thời gian sống, đang tức là tử vong hay không tử vong, 10 và thuộc nhóm điều trị hay là nhóm điều chứng, thế thôi. Thế thì bây giờ chúng ta phải khai báo cái bộ số liệu này là bộ số liệu đi đâu rồi? Này mình không quen lắm. Đây này này, ok, rồi đóng nó, đóng bớt một cái vào nhé, đóng bớt cái này vào. Ok, đó. Nhá. Xong chúng ta mở thêm cái file. Đây là. Nhá. Mở bộ số liệu và đầu tiên là chúng ta phải khai báo đây là bộ số liệu sống còn. Thì chúng ta dùng cái này ST-SET Survival Time Failure Time. Đây là cái lệnh của khai báo. Ở đây chúng ta phải khai báo hai cái dữ kiện. Một là dữ kiện về thời gian, hai là dữ kiện về biến cố. Vâng. Thì cái lệnh là ST-SET Survival Time tức là cái thời gian để theo dõi. Các anh chị em có đặt, về sau các anh chị em đặt cái biến này là biến gì thì chúng ta sẽ đưa vào Survival Time tức là cái thời gian để theo dõi bệnh nhân. Và Failure Die tức là tử vong tức là biến cố. Thế nên biến của chúng ta đang có các biến được tên là Survival và là Die, về sau chúng ta có thể. Nếu các anh chị làm những nghiên cứu này, chúng ta có thể nói là thời gian theo dõi hoặc là biến cố cũng được. Đấy, thì chúng ta thực hiện sau khi chúng ta thực hiện lệnh nó đã chạy thì máy tính nó sẽ báo cho chúng ta đây là bộ số liệu, nó coi đây là cái bộ số liệu sống còn. Đấy, thì có 42 trường hợp được theo dõi. Đấy, và sau đó thì có 30 trường hợp tử vong. Đấy, thì đấy là khai báo bộ số liệu. Sau khi khai báo số liệu thì nó sẽ ra các cái tham số có liên quan đến bộ số liệu này. Các anh chị em xong phần này chưa? Thế đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện cái thống kê mô tả. Thống kê mô tả thì có hai hình thức, một là dùng Kaplan-Meier, hai là chúng ta có thể mô tả bằng con số. Nhưng mà thôi, các anh chị em có thể tham khảo các cái tham khảo con số. Tuy nhiên là tôi sẽ chạy thẳng vào Kaplan-Meier và cái lệnh là ST-SGRAPH. Nếu chúng ta chỉ cần chạy ST-SGRAPH cũng được, còn nếu chúng ta thêm chữ E-LINE mà khoảng 0.5 thì nó sẽ tạo cho chúng ta một cái đường 50% để người ta biết được là cái khoảng thời gian 50% sống và 50% chết. Để chúng ta chạy cái lệnh này. Đó. Chúng ta lệnh rất đơn giản, ST sau khi khai báo đây là bộ số liệu sống còn thì chúng ta có thể vẽ đường khen công các bạn này tiền cho toàn bộ mẫu. Đây là đường cong Kaplan-Meier cho toàn bộ mẫu nghiên cứu chúng ta. Đó. Chúng ta có thể đánh được. Thế nhìn vào đây thì chúng ta phim giải nào?
nhìn với đường 0,5 này, 0,5 ở đây nó vẽ cho chúng ta với đường song song với cả cái thời gian theo dõi. Thì 50,5 ở đây thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy được là nếu chúng ta giống vào đây, các anh chị em nhìn thế này, chúng ta giống xuống đây, giống xuống đây thì nó vào khoảng là 12 ngày. Như vậy là vào khoảng 12 ngày thì 50% sống và 50% chết. Thì đấy cũng là một cái nhận xét, có nghĩa là sau cái phương pháp điều trị này thì sau 12 ngày theo dõi thì sẽ có 50% sống và 50% chết. Thì đây là toàn bộ mẫu. Cái mục đích của chúng ta là muốn so sánh nó can thiệp vào những đối chứng. Thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh tiếp theo. Đây là STS Grab by Treatment. Thì nó sẽ so chúng ta, cho chúng ta so sánh được giữa gì ạ? Nhóm can thiệp nhóm đối chứng. Đây, nhìn vào đây. Nó sẽ so sánh cho chúng ta giữa hai cái giải pháp điều trị. Thế nhìn vào đây chúng ta thấy rằng là vào từng một cái thời điểm nhất định vào đây, ví dụ vào cái thời gian 10 ngày sau can thiệp thì nhóm điều trị chúng ta thử dự kiến là sao ạ? Đấy, sau 10 ngày chúng ta dự kiến nhé, sau 10 ngày can thiệp thì ở nhóm màu xanh này là nhóm gì? Nhóm đối chứng thì còn 30% sống sót, khoảng 30%, nhưng mà ở nhóm can thiệp thì 10 ngày vẫn còn khoảng 75% sống sót, đúng không? Thì chúng ta thấy ngay được là cái nhóm can thiệp là cái xác suất sống còn vào từng cái thời điểm nó cao hơn, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cái thống kê mô tả, còn nếu chúng ta muốn mô tả nó với 95% khoảng tin cậy đấy, chúng ta sẽ dùng lại green, thêm cái green hook này nữa, gút tức là green hook, nó giúp chúng ta vẽ 95% khoảng tin cậy. Thế còn trong stata là rất nhiều cách chúng ta vẽ 95% khoảng tin cậy, nhưng mà đây là một trong những cách giúp chúng ta vẽ 95% khoảng tin cậy. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy là sự khác biệt có như thống kê không, nó chỉ trùng nhau ở đây một tí thôi, phần lớn là nó cách xa nhau, đúng không ạ? 95% khoảng tin cậy của nhóm can thiệp, 95% khoảng tin cậy nhóm đối chứng, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn thấy được cái sự khác biệt về xác suất tử vong, mà không chỉ là mô tả mà chúng ta đã có thêm cả các ước lượng khoảng 95% nữa, đúng không? Nhưng ở đây chúng ta có thể mường tượng được là nhận xét được là sự khác biệt là nó không chồng nhau rất là nhiều này, thì dường như là sự khác biệt có những thống kê, đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta biểu diễn số liệu. Thế ngoài ra thì chúng ta có thể tính toán, thay vì là chúng ta tính toán xác suất sống còn thì chúng ta tính xác suất tử vong, thì chúng ta cũng có thêm chữ NA, Nelson, Allen với phương pháp để chúng ta tính toán cái xác suất tử vong chứ không phải xác suất sống còn nữa, đúng không? Nếu như chúng ta chạy lệnh này thì đường cao nó sẽ ngược lại. Đây, Nelson, Allen, Hazard Estimate thì nó thay vì là sống còn thì chạy từ trên xuống dưới, thế còn tử vong thì chạy từ dưới lên trên. Nó tương tự như vậy, thứ hai là trừ đi nhau, lấy một trừ cái này ra cái kia, đấy. Thì hai cách biểu diễn. Thế còn nếu chúng ta muốn đấy, chúng ta ở ghi bút chúng ta tính xem. Đấy. Thì đấy là cái cách mô tả đầu tiên, đó là Kaplan-Meier, đúng không ạ? Thì chúng ta đều làm được rồi, đúng không? Thế đấy là cái việc thứ nhất chúng ta phải làm. Đấy. Nhìn sự khác biệt là có. Thế bây giờ chúng ta phải kiểm định xem sự khác biệt này có những thống kê không, thì chúng ta dùng lệnh, chúng ta dùng log rank test kiểm định. Lúc này thì chúng ta chỉ cần dùng cái lệnh là STS treatment, tức là tôi so sánh giữa nhóm can thiệp và nhóm đối chứng. Sau khi chúng ta khai báo rồi thì cái survival time thì tự nhiên nó sẽ nhận, chúng ta không cần quan tâm đến cái survival time nữa. Đấy. Và đây chúng ta so sánh là survival time giữa nhóm thì điều trị và nhóm đối chứng, chúng ta dùng lệnh STS test. Ok. Đây ạ, kết quả đấy. Chúng ta ra kết quả chưa? Đây, kết quả chúng ta thấy rằng là nhóm điều trị nhìn vào các con số này, observe tức là cái con số chúng ta quan sát được. Thế thì quan sát được thì chúng ta thấy rằng nhóm điều trị là tử vong mấy người? 9 người và nhóm chứng là tử vong 21 người. Đấy, người ta tính chung cho các thời điểm. Đấy, thế và so sánh giữa hai nhóm này, đây là giá trị P, tức là P của log rank test. Đấy, ở đây chúng ta nhìn vào nhé, log rank test for equality of survival function, tức là ở đây người ta không phải so sánh con số tử vong đơn thuần mà người ta so sánh cái thời gian sống, có nghĩa là nó bao gồm hai yếu tố, một là cái sự kiện và hai là cái thời gian xảy ra sự kiện, thì nó rất là có giá trị.
Nhưng mà P nhỏ hơn 0.5 là sự khác biệt là có những thống kê. Như vậy chúng ta kết luận là xác suất sống còn hay xác suất tử vong. Ở đây chúng ta tính là xác suất tử vong cũng được, hoặc là xác suất sống còn được, về phiên dạng nó giống nhau. Xác suất sống còn hay ở nhóm thì điều trị thì cao hơn nhóm đối chứng, đúng không? Thì đấy là lúc này test. Đây là phân tích gì? Phân tích đơn biến. Đơn biến có lẽ chỉ có một biến thôi, và chúng ta chỉ so sánh hai nhóm thôi. Thế còn nếu như chúng ta muốn phân tích đa biến thì chúng ta phải dùng hồi quy cốc, giống như là các cái nghiên cứu khác. Thì bao giờ, như tôi cũng đã trao đổi với anh chị em, bao giờ chúng ta cũng thì dùng đa biến để chúng ta phiên giải. Thế giống như mô hình hồi quy logistics thì chúng ta sẽ có OR, hồi quy tuyến tính thì chúng ta có beta. Thế thì mô hình hồi quy cốc nó sẽ tính cho chúng ta là HR. Thì chúng ta lệnh rất đơn giản là ST cốc. ST là chính là survival time và cốc, và chúng ta so sánh hai nhóm thì chúng ta sẽ phân tích. Đây là hồi quy cốc, kết quả nó ra đây, chúng ta chỉ cần nhìn vào HR, hazard ratio. Thì chúng ta phiên giải sao? Chúng ta phiên giải sao cái nhóm? Ở đây treatment thì là điều trị, nhóm can thiệp sẽ là 1 và nhóm đối chứng là 0. Chúng ta so sánh bao giờ nhóm trong máy tính, bao giờ nó so sánh cái nhóm có giá trị cao hơn so với nhóm thấp hơn, thì phiên giải nào ạ? Vâng, cái xác suất tử vong hay nói cái cách xác suất sống còn. Đây, hazard ratio thì nó nói đến xác suất tử vong chứ không nói xác suất sống còn nữa. Thì trong trường hợp này chúng ta phải phiên giải xác suất tử vong ở bất cứ thời điểm nào ở nhóm, tức là vì đây chúng ta có thêm cái yếu tố thời gian nữa, nên chúng ta phải phiên giải là ở bất cứ thời điểm nào thì xác suất tử vong của nhóm điều trị chỉ bằng 0.22 lần so với nhóm đối chứng. Và sự khác biệt có những thống kê không ạ? Có những thống kê bởi vì 95% khoảng tính cậy, 95% khoảng tính cậy có chứng 1 không? Không, cao nhất nó chỉ là 0.09 thôi. Thế do vậy là sự khác biệt có những thống kê. Còn nếu như chúng ta có thêm các yếu tố có hút thuốc hay không, có bệnh nền hay không, tuổi cao, tuổi thấp v.v. thì chúng ta sẽ đưa vào mô hình đa biến. Thế thôi. Và mô hình đa biến chạy xong thì chúng ta phải xem là có nhiễu hay không này, có đa cực biến hay không này, rồi là mô hình có phù hợp hay không. Thì theo giống như ba cái mà chúng ta vừa mình học thì thôi, thế thôi, thì phân tích sống còn là như vậy thôi. Thế thì qua cái bài này thì ngoài các anh chị mà đã làm rồi thì có ai chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta làm phân tích sống còn cái này rất hay. Bất cứ cái gì mà liên quan đến gì ạ, sự kiện và có thời gian gắn cái sự kiện đấy, chúng ta có thể theo dõi được. Sau khi tiêm phòng cúm chẳng hạn thì bao nhiêu lâu có tác dụng, chúng ta theo dõi là cái kháng thể là bao nhiêu chẳng hạn, để giữ biết COVID chẳng hạn. Để tiêm vaccine xong thì bao lâu được kháng thể đạt được mức nào đấy, thì đấy là cái liên quan đến cái sự kiện, tức là đạt được cái mức bảo vệ, và thứ hai là cái thời gian để đạt được mức bảo vệ đấy. Ví dụ chúng ta có rất nhiều các loại vaccine khác nhau, chúng ta có thể so sánh thì tiêm vào bắt đầu thì tiêm chúng ta theo dõi. Để theo dõi đến một khoảng thời gian nào đấy thì khi cần có kháng thể thì sẽ tính cái thời gian đó. Có người thì 10 ngày đạt được kháng thể giảm mức bảo vệ, có người 15 ngày, 18 ngày, vân vân. Thì đấy là thời gian sống còn và chúng ta có thể so sánh được các nhóm khác nhau. Thì đấy là phần công tác và phân tích sống còn này anh chị em hỏi thiệt. Tóm lại thì đối với sống còn thì chúng ta chỉ cần nhớ mấy thứ. Thứ nhất là cái số liệu chúng ta ngay nhau như thế, chúng ta đặt như thế, và khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta phải thì khai báo nó. Khai báo thì hai yếu tố cần khai báo: khai báo về thời gian và khai báo về cái biên cố. Sau đó chúng ta sẽ mô tả nó bằng Kaplan-Meier và phân tích đơn biến bằng log-rank test và phân tích đa biến bằng hồi quy cốc. Cái đấy là một cái trường hợp mất thông tin thì chúng ta sẽ phải có cái phương pháp xử lý riêng. Thì trong cái trường hợp mà mất thông tin ấy thì vào cái khoảng thời gian mình vẫn phải thu thập vào khoảng thời gian mất thông tin. Mất thông tin. Đúng rồi. Nhưng mà sau này thì chúng ta phải dựa trên cái xác suất của
Khi phân tích thì chúng ta phải dựa trên cái xác suất chung là có bao nhiêu phần trăm, thì chúng ta sẽ coi cái trường hợp đấy là bao nhiêu phần trăm xác suất sống, bao nhiêu phần trăm xác suất chết thì chúng ta xử lý. Tức là cái trường hợp đó chúng ta không biết nó sống hay nó chết, nhưng mà người ta sẽ phải dựa trên cái xác suất sống, xác suất chết của toàn bộ mẫu ta có thể gán cho nó. Thì đấy là cái cách mà chúng ta muốn giữ số liệu đấy. Còn trong trường hợp chúng ta không sử dụng nó rất là nhiều, chúng ta có thể bỏ đi, nhưng trên thực tế bình thường là không được bỏ. Nhưng nếu quá nhiều thì một hai trường hợp mất theo dõi thì không đáng kể, nhưng mà nếu mà nó là nhiều trường hợp mất như thế, chúng ta xử lý các cái số liệu mà log của follow cách riêng, người ta gắn, người ta gọi imview data, đấy là cái kỹ thuật cần phải làm. Vâng. Phân tích số gòn. Hồi cứu với tiến cứu không quan trọng. Không quan trọng là chúng ta có hai tham số. Thứ nhất là sự kiện, và thứ hai là thời gian xảy ra sự kiện. Từ lúc bắt đầu chúng ta nghiên cứu cho đến khi xảy ra sự kiện, hoặc là đến thời điểm chúng ta kết thúc nghiên cứu. Có rất nhiều người là chưa xảy ra sự kiện nhưng mà lúc đó chúng ta kết thúc nghiên cứu rồi thì họ vẫn còn sống, đúng không? Những trường hợp đấy chúng ta không biết trong tương lai thì người ta gọi là sensor. Với một cái nhóm bệnh nhân đồng vào không đồng nhất, nó chỉ có khác nhau về cái điều trị và không điều trị thôi, nhưng mà tuổi giới rồi là cái bệnh trạng lúc đầu là ung thư giai đoạn 1, 2, 3, 4 thì mình có làm được trong cái phân tích đa biến giúp chúng ta tốt nhất là chúng ta vẫn phải ngay từ đầu phân tầng, ngay từ đầu tức là đảm bảo có sự đồng nhất giữa hai nhóm bệnh và nhóm chứng là tốt nhất, đúng không? Thì đấy là cách nghiên cứu, đúng không? Chúng ta sẽ cố gắng là hai cái nhóm nó càng tương đồng với nhau càng tốt, đúng không? Nhưng trong trường hợp mà các số liệu đồng tính, các bộ số liệu hồi cứu đấy, mà ta không thể điều khiển được cái việc mà chúng ta chọn, chúng ta phải có trách nhiệm bằng một quy đa biến. Bao giờ cũng hai cách như vậy, một cách là trước là phải cố gắng đảm bảo sự tương đồng với hai nhóm, còn cách thứ hai là chúng ta sẽ phải gì dùng các thuật toán thống kê, thì có rất nhiều thuật toán thống kê, trong đó là phân tích đa biến là một, hoặc người ta dùng cái kỹ thuật gọi là propensity score matching để người ta match sẽ hai nhóm, thì về đó là cơ hội rất là lớn, cơ hội rất là lớn. Có cái phần thời gian sống của hai nhóm đấy, ta hoàn toàn có thể tính được sơ đồ của hai nhóm. Đấy, ta có thể thời gian sống thêm của hai nhóm thì rất là đơn giản, và cái dạng kết hợp chúng tôi mô tả rồi. Ở đây thì có các cái lệnh này là nó sẽ so sánh cái xác suất tử vong của hai nhóm. Đấy, nó tính là incident. Tức là incident nó khác với prevalent là tỷ lệ mắc, còn đây là tỷ lệ mới mắc. Tỷ lệ mới mắc thì trong trường hợp này nó tính là tỷ lệ mới mắc là incident rate, nó dựa trên cái thời gian. Đấy, thì nó so sánh hai nhóm đây, đây này, em nhé. Đây là cái thời gian mà được theo dõi đấy. Thế còn đây là xác suất tử vong ở nhóm chứng là khoảng 11.5%, còn đây là khoảng 2.5%. Thế còn nếu chúng ta muốn so sánh nhé, chúng ta có tham số là gì? Là thời gian sống đấy, đúng không? Và nhóm điều trị thì chúng ta hoàn toàn có thể mô tả được là gì? Bằng cách lệnh gì ạ? Còn nếu mà thống kê nhé, chúng ta đang quan tâm đến survival time, cái thời gian sống còn này, là biến lượng với định tính. Định lượng với định tính ạ? Đến những định lượng. Thế và chúng ta muốn so sánh nó theo giải pháp điều trị. Giải pháp điều trị thì là biến lượng định tính. Định tính và định lượng và định tính với nhau chúng ta sẽ kết hợp bằng gì? Có thể sum cũng được, hoặc là table. Chúng ta hay dùng, đúng không ạ? Chúng ta có thể dùng này, table. Chúng ta học và các cái lệnh rồi, chúng ta dùng table hoặc abstract cũng được. Có rất nhiều, nhưng mà table thì khi luyện table bao giờ người ta cũng thì lấy cái bộ khung là biến gì, biến định tính gọi, và
và cái nội dung của nó, ta sẽ phẩy. Bây giờ chữ to thì máy tính của Long rất là chuyên nghiệp, tôi dùng không quen lắm, không biết chậm gì. Đây là máy là chuyên cho game thủ ạ. Anh này phải dùng cái máy này để anh chạy bộ số liệu lớn. Đây là máy chuyên nghiệp rồi. Nhắc chúng ta dùng lại cable khi mà chúng ta muốn phân tích các cái số liệu thành lượng theo các cái định tính, hay là khác chúng ta tạo cái bộ khung của bảng định tính và cái nội dung của nó là C, content là biến địa, biến lượng chúng ta muốn tính là min, nhá, survival của tháng thì median, survival của tháng và SD. SD của sơ bài của tháng. Đây hoàn toàn là thống kê gì mô tả đơn thuần thôi mà gì đâu. Đây, thì đây là thời gian sống thêm của hai cái nhóm. Yeah. Thế một cái điều trị là người ta sẽ sống thêm được. Nhưng ở đây thì nó không nói đến là bởi vì sao khi chúng ta kết thúc cái thời gian nghiên cứu này, chúng ta không thể nói được là đây là cái thời gian sống thêm. Có rất nhiều người ta vẫn tiếp tục sống. Thế chúng ta chỉ nói đến cái thời điểm này thôi. Và cái tham số này người ta chỉ mang tính chất mô tả, là ít khi sử dụng. Và nó phải kết hợp hai tham số, một là có xảy ra biến cố và thứ hai là thời gian xảy ra biến cố. Thì nó cái chỉ số gọi là cái xác suất sống còn, xác suất tử vong nó mới có giá trị. Thế còn cái này thì mang tính chất là mô tả cho đến thời điểm này. Thì là survival time, thời gian sống thêm của nó điều trị là 17 tháng. Và nhóm chứng là chỉ là 8 tháng rưỡi, đúng không? Thế và trung vị, đấy, trung vị cũng gấp đôi. Thì đấy là cái mô tả. Tám mươi sáu, ok. Min là 16, 17, ok. Cái đó thì người ta sẽ dựa trên cái Kaplan-Meier, người ta nói rằng là cái thì chúng ta nhìn vào đây nhé, nhìn vào cái Kaplan-Meier để chúng ta phiên giải này. Thông thường người ta sẽ sử dụng Kaplan-Meier nhé, quay lại này. Ta dùng so sánh hai nhóm nhé, Van Schuman này, STS Graph này, Van Schuman này, là chạy này. Thế cứ nhìn vào đây này. Nhưng mà đây thì chúng ta sẽ thấy được là thực ra ấy, mà nói ấy, thì vẫn có những trường hợp mà tiếp chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi. Đấy, nhưng mà nhìn vào đây thì chúng ta sẽ về cơ bản chúng ta sẽ nói nếu như mà đây đến vào cái khoảng thời gian mà hơn 20 tháng thì nó khoảng hơn 20 tháng cái nhóm tử vong, cái nhóm chứng sẽ là tử vong hết này, lần sẽ sống thêm được hơn 20 tháng. Thế còn nhóm ấy thì còn tiếp tục đấy, nhóm điều trị thì vẫn còn tiếp tục. Nhưng mà thông thường người ta thường phiên giải là gì? Đến cái khoảng thời gian nào đó, đối với dạng kinh tế này đến khoảng thời gian nào đó thì có khoảng 30% còn sống cho ăn nó chết. Đấy, chết. Sống thêm thì với điều kiện là cái chúng ta phải theo dõi đủ lớn. Còn trong trường hợp này chúng ta mới cắt vào khoảng thời gian vào một cái giai đoạn mà cũng có thể là chúng ta chưa theo dõi được. Thường là một cái kết thúc nghiên cứu ấy là khi mà phần lớn các bệnh nhân là tử vong hết thì nó mới kết hợp được là cái thời gian sống thêm. Còn đây là một cái nghiên cứu mà tôi cắt ở cái thời điểm mà chưa được bệnh nhân chưa tử vong hết thì không kết luận được. Chưa theo dõi hết và thường là khi người ta kết thúc nghiên cứu khi mà bệnh nhân tử vong hết. Đúng rồi. Nó ví dụ như là xảy ra các biến cố, xảy ra các biến chứng cả thì cũng đây là các cái sự kiện hoàn toàn có thể xảy ra. Ở đây thì khi mà phiên giải đúng nhất thì khi mà với cái giải thiết kế nghiên cứu chúng ta chưa thể theo dõi được đến khi bệnh nhân tử vong hết thì chúng ta chỉ nói rằng là xác suất sống còn giống như cái mô hình của người cốc ấy, thì ở bất cứ thời điểm nào bệnh nhân được điều trị thì chỉ bằng đây có như chúng ta nhìn mà
đẹp chỉ bằng 0,22, tức là chỉ bằng, nếu mà chúng ta sẽ giảm được là bao nhiêu phần trăm ạ? 78%. Đấy, thì chúng ta nói rằng nếu mà anh điều trị viêm không mới thì cái khả năng tử vong của anh sẽ được giảm được 78%. Hay nói cách khác là cái xác suất tử vong của anh thì bằng 0,22 lần. Ok, thì tôi nghĩ là cái phần này nó về lý thuyết thì nó rất là đơn giản như vậy, minh họa. Còn làm thực tế thì chúng ta phải đưa nhiều những số khác. Cái phần này thì tôi sẽ nhờ tiếp theo, lau bổ sung gì thêm không? Từ nãy có anh hỏi là về cái loss followed ấy. Thì trong survival đấy là cái đặc trưng của survival, thì chắc là nếu mà nói survival thì nhiều người hay bị hiểu lầm nhé. Hiểu lầm là nó phải chết thì mới gọi là survival, nhưng mà nếu mà mình gọi là time to event thì nó sẽ dễ hơn. Time to event thì nó phổ quát hơn, tức là cái phân tích này là phân tích time to event mà nó cũng phổ quát hơn. Thì cái trường hợp là mình sẽ có những trường hợp loss follower, ví dụ như là giống như anh từ nãy nói đó, là ví dụ mình theo dõi một bệnh nhân ví dụ 2 năm đi, chỗ này sẽ là 24 tháng, thì mình sẽ có khách từ lại mình theo dõi từ đầu đến cuối chỗ này, cái ngày 24 tháng. Chẳng hạn như là một bệnh nhân mình theo dõi đến đây, họ mất dấu theo dõi cái này, mình không biết là họ có suy đa biến cố hay không, thì trong survival thì nó vẫn tính luôn trường hợp này và nó coi trường hợp này là không xảy ra biến cố. Nó sẽ coi trường chắc mình sẽ coi là cái đường Kaplan-Meier từ đấy, thì mình sẽ thấy được cái những người đó trên cái đường Kaplan-Meier này. Chỗ này thì những cái người đó họ sẽ hiển thị vào cái đường gạch gạch chỗ này, thì tức là chỗ này sẽ có người bị mất dấu theo dõi, cái đường gạch gạch này nó hiển thị cho mất dấu theo dõi này để mình biết là đến thời điểm này là có bao nhiêu người bị mất dấu theo dõi. Thì đó là những cái người nó hiển thị trên cái hình đó là những người này, mà nó vẫn tính trong cái vẫn tính luôn trong cái mô, nếu mà mình chạy mô hình cấp nó vẫn tính luôn những người này, nó không bỏ những người này đâu. Thì người này, bởi vì số liệu của mình là như thế này đúng không, dòng là người này, cái này là thời gian này, cái này là biến cố đúng không. Ví dụ như là những người này đến 24 tháng, mình theo dõi đến 24 tháng, ví dụ người thứ nhất đi, mình theo dõi được 24 tháng, thì thời gian của họ là 24 tháng, và mình ví dụ người này đến đây họ mới xảy ra biến cố, nhưng mà đến chỗ này là họ chưa xảy ra biến cố đúng không, thì chỗ này biến cố chỗ này sẽ là không. Còn những người này đến đây họ mất dấu theo dõi, đến đây ví dụ như người 1, 2, 3 đi, 13 đến đây họ xảy ra biến cố, đến người này bị mất dấu theo dõi đi, đến thời điểm ví dụ 12 tháng, mình chỉ theo dõi được 1 năm thôi, người ta mất dấu theo dõi, thì chỗ này mình vẫn ghi là 12 tháng, bởi vì mình theo dõi 12 tháng, mà mất dấu theo dõi tức là mình không biết là nó có biến cố hay không, thì nó là không có biến cố, nó quy mặc định hướng như vậy. Còn những người này ví dụ đến 18 tháng đi, cái data nó là như vậy. Cái data của survival nó là như vậy. Nên là những trường hợp mà mất dấu theo dõi thì nó sẽ cho là không có biến cố xảy ra. Tại thời điểm, tại vì mình không biết là nó có xảy ra biến cố hay không. Bởi vì mình không mình bị mất dấu, những trường hợp là nó mất dấu theo dõi thì chỗ này nó vẫn là trong bộ số liệu và mình vẫn phân tích nó. Tại vì cái số liệu survival phân tích là time to event mà. Nó quan trọng là cái thời gian từ lúc mà theo dõi đến lúc xảy ra biến cố nó mới quan trọng, chứ nó không quan trọng lắm cái việc xảy ra biến cố hay không, mà nó quan trọng là cái thời gian từ lúc xảy ra biến cố. Thế thì cái người này nó vẫn trong bộ số liệu của mình vẫn dò đến nó, và nó vẫn có cái số liệu 12 này để mình tính. Thì đó là một số cái thế thôi. Còn thế đây thì nó những trường hợp này thì nó lại có về khái niệm, nó lại có rất phức tạp về một số cái khác, như là kiểu sensor hoặc là competing risk, tức là có những cái gì đó những người này có phải là ngẫu nhiên, tại vì nó coi những người này là ngẫu nhiên mất dấu theo dõi một cách ngẫu nhiên, tức là họ tự mất dấu theo dõi thôi chứ không có cái yếu tố nào ảnh hưởng. Ví dụ như có yếu tố nào ảnh hưởng thì nó lại gọi là bị competing risk, ví dụ đó.